Bánh kết. Vào giờ uống trà, lúc này heo mẹ có bất ngờ dành cho mọi người. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta dành cho bánh kết. Bánh kết à? Nghe ngon quá. Con thích bánh kết lắm. Mọi người đều thích bánh kết. Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kết đó. Cứ để cho anh làm. Anh có chắc không đó? Lần trước anh đã hơi bực bội khi làm cái bánh rớt xuống sàn nhà mà. Lúc đó anh không hề bực bội. Đó là tại vì cái chảo mà thôi. Mẹ ơi, hay để tụi con giúp mẹ được không? Nha mẹ. Được, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bột bánh nè. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào tô này. Bây giờ cho thêm một quả trứng. Rồi cho sữa vào. Xong rồi, mình sẽ trộn tất cả lên. Mẹ ơi, cho tụi con trộn được không? Được, tất nhiên là được Peppa. Peppa rất thích trộn bột. Và George cũng muốn trộn bột. Không chó, phải làm như vậy nè. Được rồi, trộn như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ hai con ra bàn ngồi đợi mẹ chiên bánh nha. Bây giờ heo mẹ sẽ lật cái bánh trong chảo lại. Hoàng à. Em có thể tung nó cao hơn đó heo mẹ. Đợi tới lượt anh làm, anh có thể tung nó cao cỡ nào tùy anh. Cái bánh đầu tiên là cho George. Heo mẹ đổ thêm một chút siro lên bánh của George. Bánh thật là ngon. Cái bánh lần này là của Peppa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá đi. Cái bánh lần này là của heo mẹ. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ. Cái bánh tiếp theo là của anh đó. Anh có thể làm thử cho tụi em coi được không? Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu, em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu thôi các con. Heo mẹ nào. Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta. Mẹ sẽ đếm tới ba, lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. Một, hai, ba, nhảy. Bà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ta có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Cũng được. Một, hai, ba, bay cao. Bánh ngon quá đi. Ba bắt người quá đi. Hôm nay Peppa và George được tới nhà của heo bà và heo ông để ăn trưa. Con chào bà. Chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Các cháu muốn hái rau quả trong vườn cho bữa ăn hôm nay hay không? Dạ được.
được. Gắn chào ăn. Ôi chào Peppa, George. Còn đây chính là vườn rau của heo ông. Tất cả rau quả ở đây là do heo ông tự trồng. Cái gì vậy con? Hảo làm. Một con khủng long sao? Giờ các con hãy chọn gì đó cho bữa trưa đi nào. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? Dạ. John, em ấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Chó không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho chó thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Vậy là chó cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy chó nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Sô-cô-la. Chó ngốc quá đi. Bánh sô-cô-la không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể Giót sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và Giót rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Con làm sao vậy hả George? Con không thích món xà lách hay sao? George, con hãy ăn thử một chút cà chua ngon lành này đi nè. George, con hãy nhìn miếng dưa leo đi nè. Heo ông đã tự tay trồng nó trong vườn đó con. Thử một miếng rau diếp đi George, ngon lắm. Ôi, George đừng có khóc nữa. Con xem ông làm đây nè. Bây giờ nó là con khủng long rồi đó. George rất thích khủng long. Vậy là George bắt đầu ăn cà chua, rau diếp và dưa leo. Con ăn giỏi lắm George. Còn có muốn ăn thêm không nè George? George, có phải con quá no rồi nên không thể ăn thêm cà chua, rau diếp và dưa leo không? George đã quá no để ăn thêm nữa. George, con no quá rồi, không ăn được gì nữa sao? George quá no để ăn thêm bất cứ thứ gì. Ô chà, vậy là con sẽ không ăn thêm bánh sô-cô-la này đúng không? Bánh sô-cô-la. Ôi trời, có vẻ George lại thèm ăn trở lại rồi đó mọi người. Mua sắm. Hôm nay Peppa và George đi mua sắm. Peppa và George thích đi mua sắm. George thích ngồi trên chiếc xe đẩy. Và Peppa cũng vậy. Mẹ ơi, con có thể ngồi trên xe đẩy được không? Bây giờ con lớn quá rồi Peppa. Nhưng con có thể phụ giúp mua sắm. Hay quá này. Chúng ta có 4 món trên danh sách này. Cà chua, mì ống nè, hành tây và trái cây. Con sẽ tìm được hết. Oh,
Peppa và George rất thích đi mua sắm. Peppa, trước tiên chúng ta cần cà chua. Con thấy rồi, con thấy rồi. Những trái cà chua đang ở đây nè mẹ. Giỏi lắm Peppa. 1, 2, 3, 4. Bây giờ bỏ chúng vào xe đẩy đi. Con tìm thấy cà chua rồi. Giỏi lắm Peppa. Cà chua đã có rồi, vậy là xong được một món nè. Tiếp theo là gì ta? Đúng rồi cho, nhưng mà con phải nói là mì ống. Mì ống chính là món mà Peppa và George thích nhất. Không biết mì ống ở đâu ta? Con nhìn thấy nó rồi, nó ở đằng kia. Mì ống. Mẹ ơi, đây là mì ống. Giỏi lắm Peppa. Bỏ bông mì đó vô xe đẩy đi con. Dạ thưa mẹ. George, em phải nói là mì ống. Biết chưa? Hay Tiếp theo là đến món gì Peppa? Khoai chiên. Khoai chiên không có trong danh sách. Ở nhà còn nhiều khoai chiên lắm Peppa. Con đoán lần nữa đi. Con không đoán được ba ơi. Con có nhớ hay không chứ? Không nhầm. Khủng long sao? Chớ. Ở trong siêu thị làm gì có khủng long đâu. Không, George. Thứ tiếp theo trong danh sách này là hành tây. Hành tây. Con đã nhớ ra rồi. Nó ở đây nè. Giỏi lắm. 1, 2, 3, 4. Hành tây. Con giỏi lắm. Hình như chúng ta đã đủ mọi thứ trong danh sách. Còn một thứ cuối cùng trong danh sách thôi. Cái cây, nó có trên danh sách không? Không cho. Thứ cuối cùng trên danh sách là trái cây. Không sao đâu George, con có thể chọn trái cây mà. Trái cây ở đâu ta? Ở bên kia kìa. Ở đây có táo và cam, chuối và một trái dưa hấu rất lớn. Chọn trái nào đây hả George? Táo nha. Cam không? Hay là chuối? Trái dưa hấu. Đây là quầy thu ngân để trả tiền cho những thứ đã mua. Cà chua, mì ý, hành tây, dưa hấu, bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la, nó có trên danh sách không? Peppa, có phải là con đặt bánh sô-cô-la vô trong xe không vậy? Dạ không mẹ. George, có phải con đặt bánh sô-cô-la vô xe không? Dạ không. Nhưng mẹ cũng không đặt nó vào mà. Nhưng là ai vậy? Anh nghĩ chúng ta cần đến món tráng miệng. Là anh hả? Thì ra là ba hả? Bà xin lỗi, nhưng mà nhìn nó ngon quá đúng không? Đúng là nhìn nó rất ngon. Cứ coi như là nó có trong danh sách đi. Hoàng hô. Làm vườn. Peppa và George được tới chơi nhà của heo ông và heo bà. Ông ơi, chụp ấm nè. Chụp nè. Gì đây con? Hổ làng là một con khủng long sao? Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang gieo những hạt giống này. Ông ơi, hạt để làm gì vậy ông? Hạt sẽ mọc thành cây. Ông chỉ cần làm một cái lỗ nhỏ rồi gieo hạt vô, sau đó thì lắp cái lỗ lại và tưới nước cho nó. Mọi thứ trong vườn của ông đều mọc lên từ những hạt giống như vậy đó con à. Cả cây táo lớn đó đúng không ông? Ồ đúng vậy. Một hạt giống nhỏ nó sẽ phát triển thành một cây táo nhỏ đó con. Đây nè. Và cái cây táo nhỏ này nó sẽ phát triển thành một cây táo lớn hơn, giống như vậy nè.
ôi. Và bên trong trái táo này sẽ có thêm hạt đó con. Để trồng thêm những cây táo hả ông? Đúng như vậy đó. Ông ơi, con cũng muốn gieo hạt. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ có. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Wow, dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không ông? Được. Bây giờ thì tới lượt George chọn cây cần trồng nha. Dạ phải. Em chọn đi George. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em George muốn trồng cà rốt đó ông. George, con có muốn trồng cà rốt hay không? À ha. Vậy con muốn trồng gì hả con? George nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được. Tối hôm nay heo mẹ và heo ba có việc sẽ ra ngoài cùng nhau. Heo ông và heo bà tới để trông các heo con cho họ. Con chào ba, con chào ông. Con chào ba, con chào ông. Ừ, chào các cháu của bà. Chào các cháu. Peppa, Sớt, lên giường nhanh đi các con. Được rồi, ngủ ngon nha các con. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon. Các cháu của bà thật là ngoan. Được rồi, các con hãy mau ngủ đi. Dạ thưa mẹ. Các cháu biết nghe lời quá. Heo mẹ và heo ba rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn buổi tối. Peppa và George là những đứa trẻ ngoan. Heo mẹ vừa nói một tiếng là lên giường đi ngủ liền. Coi bộ không có gì khó đâu bà. Chót, chót, em còn thức hay không? Có lẽ chúng ta nên lên lầu xem thử đi bà.
Peppa, George, hai con còn thức hả? Ủa, tụi nhỏ đang ngủ mà. Kỳ lạ thiệt đó. Thì ra không phải Peppa và George gây ra những âm thanh ồn ào hồi nãy đâu. Bây giờ không nghe thấy gì nữa hết. Chắc là bọn trẻ thật sự đã ngủ rồi đó bà. Thôi chúng ta xem tivi tiếp đi ha. Xin chào. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về hoa hồng. Ồ, tôi rất thích những chương trình về làm vườn này đó. Hoa huyền bích là một loài hoa hồng có rất nhiều gai. Để cắt tỉa nó, ta phải bắt đầu từ phần trên, sau đó thì ngắt bớt những chồi non. Bà ơi! Peppa, George, sao hai con vẫn còn chưa ngủ nữa vậy? George và con không buồn ngủ gì hết. Cho tụi con xem tivi được không bà? Ừ, cũng được. Chắc là xem tivi một chút, các con sẽ buồn ngủ liền đó. Hoa hồng Iceland rất được những nhà làm vườn yêu thích vì vẻ đẹp của chúng, nhưng chúng cũng dễ bị héo trong môi trường ôn hòa. Chương trình này xem chán quá hả chớp? Ông ơi, ông có thể chơi trò tung tụi con lên rồi chụp lại có được không ông? Cũng được, nhưng mỗi đứa một lần thôi đó nghe. Hình như là con đặng hơn trước rồi đó. Bây giờ tới lượt sót nha. Tới lượt con. Cao nữa. Nè các con, hình như là heo ông đó hơi mệt rồi đó. Con biết rồi. Hay là chúng ta chơi trò đuổi bắt đi bà. Bà bị, bà bắt tụi con đi bà. Đứng lại, đứng lại. Bà sẽ bắt các con. Đứng lại đi. Lúc này heo mẹ và heo ba đã về đến nhà. Em mong là các con của chúng ta đang ngủ. Xin chào, có ai không? Bọn trẻ đều đang ngủ rồi. Và hai người lớn cũng vậy. Cắm trại. Hôm nay Peppa và gia đình đi cắm trại. Bà rất thích được đi cắm trại. Chúng ta tới rồi. Peppa, George, đây là cái lều ba đã dùng khi ba còn nhỏ như các con. Ba ơi, làm sao ba biến mấy cái cây đó thành lều được? Con đừng lo Peppa, ba là chuyên gia cắm trại mà. Heo mẹ nè, em phủ nó lên trên cây cột đi. Vậy là xong, dễ như ăn bánh vậy. Mấy cái móc này dùng để làm gì vậy anh? Phải rồi, anh quên những cái móc này. Những cái móc giúp giữ lều đứng thẳng. Xong rồi. Ba ơi, cái lều này nhìn nhỏ quá. Thì lúc ba còn nhỏ nó vẫn đủ lớn ba. Nhưng bây giờ thì đúng là nhỏ thật đó. Đó là bởi vì bây giờ anh đã lớn lên nhiều lắm rồi đó anh à. Và nhất là cái bụng của ba bự lên rất nhiều. Nói tới bụng bà mới nhớ, chúng ta nấu gì đó ăn đi. Dạ phải đó. Trước tiên chúng ta đi xung quanh nhặt củi để nhóm lửa. Làm củi thôi. Peppa và George đang đi xung quanh giúp heo ba lượm củi để đốt lửa trại. George, chị sẽ lượm củi và em sẽ khiêng chúng. Lượm củi thật là vui. Tốt, như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ để hết củi ở đây và đốt nó lên. Diêm ở đây nè anh. Chúng ta không cần diêm đâu em. Ba ơi, làm sao có thể đốt lửa mà không có quay diêm? Ba sẽ đốt lửa theo cách của những người xưa. Chỉ cần cọ hai que củi lại với nhau là được. Heo ba đang cọ hai que củi lại với nhau để đốt lên ngọn lửa trại. Ngọn lửa đâu ba? Sắp được rồi con à. Dễ như ăn bánh vậy. Bây giờ chúng ta có thể hâm súp cà chua rồi. Hãy lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Đó là
Đó là tiếng kêu của những chú dế đó con. Còn đó là tiếng gì? Là tiếng chim cú. Nhìn kìa, nó ở đó đó. Còn đó là tiếng gì? Mẹ cũng không biết nữa. Đó là tiếng bụng của ba kêu. Âm thanh trong bụng ba là âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên. Nó có nghĩa là tới giờ ăn rồi. Con rất thích súp cà chua. Ba cũng vậy. Đó cũng lại là một âm thanh tự nhiên khác của ba các con đó. Sao hả? Thôi được rồi các con, vô trong lều đi, tới giờ ngủ rồi. Chúng ta sẽ không vào được đâu, cái lều quá nhỏ mà. Không sao đâu con, cứ vào trong đi. Theo mẹ em xích vô một chút được không? Ba ơi, ba quá to so với cái lều này đó. Thôi được rồi, dù sao ba cũng thích ngủ ở ngoài này hơn. Chúc anh ngủ ngon nha. Con chúc ba ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Heo mẹ, Peppa và George đang ngủ ở trong lều trại. Còn heo ba thì đang ngủ bên ngoài dưới những vì sao. Mình thích cắm trại, được ngủ ở bên ngoài với những vì sao trên đầu của mình. Nhưng có lẽ đây cũng không phải là một ý kiến hay lắm. Vậy là trời đã sáng rồi. Ba ơi, con ở trong lều rất là thoải mái. Ba đâu mất rồi? Heo ba đang ở đây. Tội nghiệp heo ba, chắc đêm qua anh ấy rất lạnh và ướt. Không biết anh ấy đã đi đâu rồi. Là âm thanh gì vậy ta? Nghe như là tiếng ấy vậy. Ba ở trong xe kìa. Sao? Anh hơ, ba không bị sao hết. Tất nhiên ba không bị gì. Ba là chuyên gia cắm trại mà. Đêm qua ba ngủ ở trong xe. Tội nghiệp ba quá đi. Ba thích cắm trại. Ngày rất nóng. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Peppa và George đang mang ủng của mình. Các cậu ấy đang định nhảy lên trên dũng bùn. Mình thích những dũng bùn. Ồ, sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm dũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi, mẹ ơi, dũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu Peppa, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được. Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Nói nhớt nhớt ghê quá đi mẹ ơi. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích hồ nước của mình. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào George, xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây.
Thỏ. Kem ốc quế sao của con đây. Cảm ơn cô Thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô Thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Right. George, con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Khủng long. Nhưng George thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô Thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. George, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của George đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu George à, con có thể chia sẻ phần kem với ba, ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, Dũng buồn bước lại rồi. Chớp, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và George đi mang ủng của mình. Peppa và George thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn. Vở diễn rối của Chloe. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi thăm gia đình heo bác và chị họ Chloe. Anh đoán heo bác sẽ lại ngủ sau khi ăn trưa giống như mọi khi cho coi. Anh à, anh không nên nói về anh trai của mình như vậy, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ nữa chứ. Nhưng đúng là vậy mà, heo bác lúc nào cũng ăn quá nhiều và luôn ngủ quên sau khi ăn. Còn ngáy rất to nữa, như vậy nè. Peppa, George, quên những gì ba vừa nói về heo bác đi nha con. Dạ được thưa ba. Vậy là Peppa và gia đình mình đã tới được nhà heo bác rồi. Con chào bác trai, con chào bác gái. Chào con. Xin chào mọi người. Xin chào anh trai. Heo bác là anh trai của heo ba. Còn heo Chloe là chị họ của Peppa và George. Chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Chị muốn cho hai em coi cái này nè. Đợi em nhớ. Đây chính là sàn diễn rối mới của chị đó các em. Ba của chị vừa mới làm xong cho chị đó. Wow. Và chị đã làm được hai con rối rồi. Con này gọi là Chloe. Xin chào, mình là heo Chloe. Và con này là ba của chị. Là heo bác. Xin chào bé ba, ta là heo bác đây. Chị ơi, cho em và chó cũng làm con rối được không chị? Được. Chloe đang tô mắt cho con rối. Em làm miệng được không chị? Được chứ. Mình tên là Peppa. George, giờ thì em muốn làm con rối gì đây? Khủng long. Một chú khủng long sao? Em George gặp cái gì em ấy cũng trả lời khủng long hết đó chị. Được rồi, sẽ có một con rối khủng long thật đáng sợ. Và Chloe làm một con rối khủng long cho George. Nó còn có răng nhọn nữa. Đây, một chú khủng long đáng sợ dành cho em. Tới giờ ăn trưa rồi mấy đứa ơi. Dạ con tới liền. Sau bữa trưa chúng ta sẽ diễn kịch rối nha, chịu không? Heo bác gái làm món mì ống cho bữa trưa hôm nay. Món mì ống này thật sự rất là ngon. Món mì ống ngon nhất trên đời. Nhìn là biết hai người là anh em liền. Mặt mũi cũng giống nhau nữa. Làm gì có chứ. Tụi anh hoàn toàn khác nhau mà. Peppa, George và con, chút nữa sẽ diễn kịch đối cho mọi người coi nha. Hay lắm, mọi người nhất định sẽ xem. Vở kịch rối sao, nghe có vẻ vui đó. Em ăn thêm mì ống có được không anh trai? Anh cũng muốn ăn thêm nữa. Vậy là vở diễn rối sắp bắt đầu.
Dạ xin chào, con tên là heo Chloe. Và mình là heo Peppa. Chloe một con khủng long, đáng sợ quá. Đáng của nó ghê quá. Hay lắm, tụi nhỏ diễn rất hay. Hoàng hô. Tôi chính là heo ba. Dạ con xin chào ba. Xin chào bé ba. Hô hô hô. Nó giống y như anh vậy. Anh thấy bụng của nó hơi lớn hơn anh đó em. Hô hô hô, bữa trưa này thật là ngon. Bác ơi, hôm nay bác có ngủ quên và ngáy như mọi khi không? Ý của con là sao? Ba con nói lúc nào bác cũng ngủ quên và ngáy rất là to như vậy nè. Ồ, ba của con nói đúng, bác đúng là ngáy như vậy. Ồ, anh à, anh không nên nói những chuyện đó về heo bác. Mẹ không nghĩ là hai anh em họ nghe thấy những gì các con nói đâu. Heo ba và heo bác đều đang ngủ quên mất. Hai người họ đúng là anh em ruột ha. Chuyện gì vậy? Vở diễn rối đã bắt đầu chưa vậy? Chiếc thuyền của heo ông. Hôm nay heo ông và heo bà cùng đưa Peppa và George đi dạo trên dòng sông. Chào mừng các con lên thuyền của ông. Peppa, George, trước tiên các con phải mặc áo phao vào đã. Khi Peppa và George lên thuyền của heo ông thì các bạn phải mặc áo phao vào. Trên chiếc thuyền này, ông chính là thuyền trưởng nha. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Rất tốt, vì là thuyền trưởng nên khi nào ông nói mọi người làm gì thì mọi người phải làm theo. Sẽ làm theo nếu như có ích thôi nha. Thuyền trưởng không bao giờ ra lệnh những chuyện không có ích đâu. Dạ, tất nhiên rồi thưa thuyền trưởng. Rốt, con nâng cờ lên đi. Peppa, gõ chuông đi con. Dạ được thuyền trưởng. Heo bà ơi, mau cầm bánh lái đi. Dạ rõ thưa thuyền trưởng. Tiến lên. Tiến lên. Có lẽ chúng ta nên đi chậm một chút thì tốt hơn đó. Ý kiến này hay đó heo bà. Tôi cũng không muốn dùng hết xăng của mình đâu. Ông ơi, con muốn đi nhanh hơn. Con đừng có nôn nóng Peppa, lát nữa chúng ta sẽ đi nhanh nha. Nhìn kia, thuyền khác kìa. Đó là chó ông. Ông ấy cũng đưa chó Danny đi dạo trên sông. Ồ, chào bên đó nha, chó ông đó hả? Chào bên đó, heo ông hả? Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Thì ra chó ông và heo ông là bạn bè rất thân với nhau. Tôi bất ngờ vì thuyền của ông đến giờ vẫn nổi được đó chó ông à. Nó cũng gần lớn tuổi bằng ông rồi đó. Thôi đi, chiếc thuyền cũ này có thể đi nhanh hơn cái thùng nước của ông rất nhiều đó heo ông. Ồ vậy hả? Nếu ông nói như vậy thì mình đua đi. Chuẩn bị thua cuộc đi ông heo nước à. Hai người lớn rồi mà cư xử như con nít vậy đó. Tại chó ông gọi tôi là ông heo nước kìa. Nhưng ông gọi ông ấy là chó biển trước mà, nên ông phải xin lỗi trước. Ông sẽ xin lỗi nếu ông ấy chịu xin lỗi trước. Ông ơi, ông nói xin lỗi với heo ông đi. Ông ấy là bạn thân của ông mà. Không, ông ấy là ông heo nước. Và thuyền của ông sẽ đi nhanh hơn ông ta. Được rồi, ông chó biển, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đua tới cây cầu kia đi. Được thôi, vậy thì đếm tới ba đi. Một, hai, đi. Ông già này chưa ăn chàng quá. Ông có nhổi thì đuổi theo đi ông heo nước à. Ông chó biển. Ôi. Thuyền của ông chỉ chạy được như vậy thôi hay sao? Đuổi theo tôi đi. Thắng rồi. Ôi trời, hình như thuyền của heo ông hết xăng rồi. Hay thật đó ông thuyền trưởng à. Ồ, có lẽ tôi đi hơi nhanh quá rồi bà. Làm sao chúng ta về được đây? Nhìn kia thuyền của chó ông.
May quá, chó ông có thể kéo chúng ta về. Tôi sẽ không để cho ông chó biển kéo thuyền của mình về đâu. Tôi đâu có nói sẽ kéo ông đâu, ông heo nước à. Hai người vẫn cứ như con nít vậy. Ông ơi, ông xin lỗi với chó ông đi. Tôi xin lỗi đã gọi ông là ông chó biển. Ông ơi, tôi ông nói xin lỗi rồi đó ông. Tôi xin lỗi vì đã gọi ông là ông heo nước. Tốt rồi, chó ông à, vậy ông có thể kéo chúng tôi về nhà được không? Tôi rất hân hạnh thưa quý bà đáng kính. Chụp nè thuyền trưởng heo ông. Được rồi, chụp được rồi. Đó chính là tình bạn thân của chó ông và heo ông. Chó ông đang kéo thuyền của heo ông về nhà. Điều quan trọng nhất là tôi đã thắng cuộc. Cái ông này thiệt là... Ông thật là hư quá. Peppa, gõ chuông đi con. Dạ thưa thuyền trưởng. Buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa. Và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chó, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một bữa tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chó, chúng ta phải gọi ba bà mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Vậy đi, hôm nay là sinh nhật của con, vậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Hay không? Và rồi heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con, Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó cho gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Đây là các bạn của Peppa, mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu cậu Peppa. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và Peppa sẽ biểu diễn ảo thuật cho buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà, quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Ba la cà na si mùi. Đó là gấu bông. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng. Quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Ba la si bùa. Cô chọn màu vàng. Dạ không. Ba la si bùa xanh. Dạ không phải luôn. Ba la si bùa đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Màn ảo thuật dở quá à bà. Bà đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy.
Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ có. Nhắm mắt lại nào, không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Umbala Sibua. Umbala Sibua. Mở mắt ra nào. Wow. Bánh kem chúa cho sinh nhật của con. Giờ con thổi nến đi bếp ba. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ. Dạ ngoại. Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Peppa và gia đình mình sắp đi dã ngoại. Heo ba đang cầm theo giỏ đồ dùng để đi dã ngoại. Tham trải ngoài trời, bánh mì, phô mai, cà chua và một chai nước chanh. Chúng ta còn quên gì hay không cả nhà? Bánh vô tay của mẹ đâu ba? Ba chỉ giỡn một chút thôi. Ba đã lấy bánh vô tay của mẹ để trong giỏ rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Có vẻ chỗ này là điểm dã ngoại tốt đó. Ở ngoài trời thật là tuyệt vời. Chúng ta nên chạy dài vòng coi như tập thể dục. Em thì muốn ăn rồi sau đó chợp mắt. Và chắc chắn không muốn chạy vòng vòng đâu. Con nghĩ là ba nên chạy bộ mấy vòng. Bụng ba to quá rồi kìa. Bụng của ba đâu có to con. Nhưng lát nữa ba sẽ tập thể dục, cho dù không có ai tập cùng. Ăn nào. Ý hay đó heo mẹ xinh đẹp. Anh thật sự rất đói. Ngon quá. Anh thấy buồn ngủ rồi. Không phải là anh muốn chạy thể dục mấy vòng sao heo ba? Để sau đi. Trên kia có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vì con nha. Mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh vô tay của heo mẹ làm. Ồ, một con ong. Mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ. Nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tay của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha.
Hôm nay cả Peppa và George thấy rất háo hức. Chắc vì tuyết đang rơi bên ngoài. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi tuyết được không hả mẹ? Được, nhưng bên ngoài đang rất lạnh đó con, nên con phải mặc cho thật ấm. Hắn không? Và đừng quên mang nón, khăn choàng và găng tay nha. Ở bên ngoài đang rất lạnh, Peppa và George phải mang nón len, khăn choàng và găng tay. Peppa và George đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Peppa đã là một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi chót. Chót, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và chót cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. Chót, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. George tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần thêm đồ len nữa để giữ ấm cho bạn ấy. Vậy là George đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Ba không biết chúng ở đâu nữa. Ba không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Ồ. Buổi học ba lê. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương,
là cô giáo dạy ba lê. Oh, chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Tốt, em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ba lê đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học và động tác đầu tiên. Demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ. Petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ba lê rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên. Và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Nè. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Bà đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sớt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Ba ơi, Sớt ơi, giờ con sẽ chỉ ba và em cách múa ba lê. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, chó, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, chó, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. À. Động tác ba thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì ba nhớ. Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Con là một chú thiên nga xinh đẹp. Chiếc hộp nhạc cụ. Hôm nay heo mẹ và heo ba đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ và ba tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Wow. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi. Achoo.
Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Đi mà mẹ, mẹ chơi thử đi. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Mẹ ơi, con chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Con cầm nó như vậy nè. Như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi George cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè George. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù và được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em George lại thổi được.